Đây là các bạn, mình cho các bạn xem chơi nè. Riêng con này không là gần 3 lạng. Con này không là gần 3 lạng. Nhìn vậy chứ anh chơi nhìn nhỏ chứ lát cầm cầm nó lên bự không. Tại vì mình còn làm clip cho các bạn, bởi vì mình cũng nhúng tay xuống nước mặn được. Các bạn cũng thông cảm nha. Ở đây có con cúng nè. Nghe tay mình chỉ nè, nghe tay nè. Con cúng với hai con tôm hùm. Tôm hùm hai anh em nó mua về thả vô chơi á. Thả về nuôi chơi vậy đó. Bỏ vậy đó. Hai con về là 50, mà bữa nó mua 4 con là 100.000. Luộc ăn con, còn con nhảy ra hoài chết. Còn hai con. Ở đây là Hà. Hà này mồi câu cá ngát cá vô, cái này cá kia vậy đó các bạn. Mồi câu cá biển, bây giờ mình bán á. Mình dọng mình để vậy đó. Còn bên đây là con cá ngát nè. Nó nè. Nó nè các bạn thấy không? Ủa sao mà nó nằm yên mời. Con cá ngát nè, bự không? Nhìn dần. Sợ nó tung quá. Đó. Có một ếch kêu á, có một ếch kêu ụt ụt á các bạn. Kỳ vậy ta. Đâu để mình thọt tay xuống con cá sao nó nằm nghiêng rồi. Ui. Đó các bạn thấy không? Nó quậy thấy ghê không? Gần 2 kg mà. Con cá bự lắm. Con cá nè, đó. Không giống cầm. Cầm lên nó tung. Nè, có một ếch nè các bạn. Đây nè, đó. Cá này toàn là bụng trứng không à. Cá mình nuôi tôi bụng con là con lấy trứng ghê lắm, nó chục con mà. Ý cá mình bắt chứ quên lộn, cá mình nuôi cá có ếch bụng trứng không à, đã lắm. Để thả qua đây đi, thả qua đây lát mình thay nước. Vậy clip xong rồi mình thay nước, nước đục quá. Đâu rồi, đâu còn nữa rồi. Tại vì nó ở bên cá ngát quậy á, sợ nó đừ á, sợ mấy con cá mua ếch nó đừ á. Bây giờ mình không dám. Cá nhỏ nó cứ kêu ụt. Bắt nó qua đây đi. Cá này nó bị gì vậy trời? Bị gì vậy? Ở bên cá ngát. Ở bên cá ngát á. Đấy còn người ta. Ủa cá nó giật kìa. Giật kìa các bạn. Giật thấy ghê không? Giật đổi màu luôn à. Cái này là người ta kêu là giả chết nè. Giả chết hồi nãy con bự này cũng bị vậy á. Con bự này cũng y hệt như vậy á. Giật ta tật. Tưởng đâu bị gì chứ, ai ngờ lát qua thấy bình thường. Còn cái ngát này, cái ngát này có đụng á. Cái ngát bắt bằng tay luôn á, bắt tay không luôn á. Để lắm mình thay nước. Để mình rửa tay cái. Đây nè, mình cho các bạn xem nè. Đó, đây là quy hộp vàng máy của mình. Đúng không? Thì cái máy này nè, với cái máy này là mình dùng để là câu rắn vô cần 36 á. Thì nhiều bạn nếu mà nói chắc nó không hợp đâu, đúng không? Tự nhiên cần 36 thì gắn vô cái máy 2.000-3.000 nhỏ xíu, thì chắc á, là mình đâu phải là mình đâu có quăng, mình đâu câu, mình đâu có quăng đồ này kia đâu. Mình cái này nhiệm vụ của mình là để kéo phao với kéo cá đồ này kia vô thôi. Cá đây mình câu hên á, thì cá được con kiếm mấy 2 kg. Bởi vậy nhiều bạn mình nói chắc nhiều bạn thấy mình nó ấy lắm,
Nhiều bạn chắc nghĩ mình ấy lắm, mình mới gắn không biết câu, do không biết câu mới gắn mấy cây cần tự nhiên 36 gắn vô cái máy hàng nhiều xíu. Lấy giờ quay mà tối ngày lấy giờ quay mà cứ lạc chủ đề rồi. Đây nè, con cái máy này thì các bạn tháo này ra. Các bạn tháo này ra. Cái máy này hiệu hiệu gì nè? Hiệu này là mình biết hiệu gì nữa. Cái hiệu nó nè. Cái máy này nó ngang ngửa với cái máy Sienna này nè các bạn. Tại vì ở trong á nó có tới hai cái bạch đạn hai bên. Ở bên phía bên ta quay nè. Bên đây nè, nó có hai cái bạch đạn hai bên với một cái bạch đạn chính là ba cái. Cái máy này kéo nhẹ mà im, kéo đã lắm. Nói chung là kéo đã lắm. Có điều cấu nó là cấu bằng kim loại nha các bạn. Thì mình châm dầu á là mình chế tháo này ra. Ở đây nó có cái lỗ, mình châm dầu. Nói chung á là những cái máy câu á là đều châm dầu ở ngoài sau hết nè. Còn cái máy này các bạn tháo ra, ở đây nó có nguyên cái lỗ luôn, các bạn chét mở bò vô đây được luôn. Cái máy này là máy Dawa nè. Dawa này nè các bạn, Dawa, cái hiệu Dawa rồi nè, thấy không? Máy này máy Dawa, máy này với máy này là mình 4.000 không à, mình sẽ sống tới cái máy 4.000 nữa là dùng để câu ngâm, câu cá dồ các bạn nè. FX này cũng vậy, FX thì có cái lỗ nhỏ xíu à, cái lỗ nhỏ trong đây á, nó có cái lỗ này. Các bạn mua cái chai kẽm sắt á, trong chai kẽm sắt nó có cái dầu mà để chế cái dầu như dầu mà nhỏ nhỏ xíu á, thì các bạn nè, cái mỏ bò xanh này nè, hiện tại là mình đang xài cái mỏ bò xanh này nè, mà nửa hũ mà mình chét hết như đây, mình chét hết là gần nửa hũ luôn các bạn, còn một miếng à. Cái chai này là cái chai dầu máy kim. Bởi vậy nói về cái máy này thì nó đơn giản là tránh da thôi. Trời ơi, đi làm mà con chó nó cứ buông hay gì nè các bạn. Này nè, đó. Để mình hướng dẫn hết những cái chỗ vô máy xong mình hướng dẫn cho cái loại cho các bạn chét vô mở bò với nhớt đánh da. Trời ơi, tao lại mày. Còn cái máy này nó cũng có cái lỗ dưới đây này nha. Nói chung là mấy máy này là máy cũng đai qua luôn. Máy này là máy đai qua. Mấy máy này mình tháo ra hết rồi, mình tháo ra để mình vô mở bò. Còn FX này 4.000. Nè các bạn coi mở bò nè, nó chảy ra vậy chứ nó chảy tí là nó hết à. Ở đây cũng vậy, ở đây cũng vậy, tại vì mình vô mở bò xong rồi mình còn chế nhớt vô nữa hai cái luôn. Thì nhiều người bạn nói là vô mở bò là vô ít, thì đúng, vô ít nó rất là nhẹ máy. Nhưng mà tùy theo chỗ mình câu, ví dụ chỗ mình câu là chỗ nước mặn thì mình câu á, mà có vô tình có vớt hay là có lâu ngày sóng đánh nào này kia, với lại cái sóng biển nó có cái giống như là người ta kêu là hạ xương á, là lâu ngày nó thấm vô máy đúng không? Không máy thì nước nó mưa đồ này kia nó nhiễu vô ở trong cái nhông ở trong này nè. Mình thấy hai máy, mình đang còn cái xác hai máy, một cái là của Sienna hồi đó á, với một cái FX giống vậy, là nó bị gãy nhông dĩ tan rồi này kia, các cái tùm lum luôn, thông da luôn, là hai cái. Mình có hai cái như vậy, hai cái xác của hai cái máy đó, nó chỉ bị gãy cái nhông chính thôi, cái nhông ở trong này nè, cái trục quay á, chính ở trong á. Thì bởi vậy máy của mình á, riêng mình đó nha, chứ còn các bạn thì mình không có nói. Riêng mình á thì mình chét là mình chét nhiều, mình chét mỡ bò mình chét nhiều, xong rồi nó nặng thiệt, đúng là nặng thiệt. Xong rồi mình chế một cái nhớt vô, nhớt hộp số á, là cái loại này nè. Đây là nhớt, này là nhớt hộp số nha, hộp số xe tay ga nha,
mình chế hộp số, nhớ hộp số xe tay ga hoặc là xe 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 số gì cũng được, nói chung là nhớ hộp số nào cũng được á. Đó, mình chế vô, mình mua một chai về mình để dành mình chế, từ từ mình chế vô. Chứ mỡ bò là mình thao một lần là mình xài cả 2 năm mình mới rửa, 2 năm 3 năm mình mới rửa cái máy rồi mình mới chét là mỡ bò mới lại, đúng không? Máy là mình tháo vô hết, chỗ nào mình cũng tháo hết. Quay thì nó không có trơn tru thiệt, nhưng mà mình muốn giữ cho cái máy mình bền thôi. Mình kéo kéo cái kéo chì kéo này kéo kia vẫn được, nói chung là vẫn được hết, nó không có nặng gì đâu. Mình nói thiệt, mỡ bò không thì nó nặng thiệt, nhưng mà có nhớt á, nhớ hộp số á, vô á, là nó sẽ không bao giờ nặng nè. Còn cái máy này, cái máy này mình cũng không, mình hầu như là mình không biết là mình, máy này là máy vô lô nè các bạn. Máy này là máy vô lô nè, vô lô bách gì gì đó nè, cái tên đó nè. Còn cái chỗ này, máy này mình không biết chỗ tháo, với cái máy này hai máy luôn mình không biết chỗ nào tháo á. Mỗi lần muốn tháo là phải dặn hết băng ốc này, mở cái tay quay ra dính cái nắp lên, dính cái nắp lên, vẫn để cái nắp luôn nha, dính nắp lên xong rồi nó có nhông dĩa đồ này kia đó thì mình tháo, mình tháo mình chém ở bộ xong rồi mình vô nhớt. Còn mấy máy riêng cái máy này á thì mình mỗi lần mà vô mở bò á, là dễ lắm, chỉ có tháo ra chùi giữa thì nó mới tháo ra hết. Còn vô mở bò á, thì mình tháo cái nắp này nó có cái lỗ bự lắm, nó có cái lỗ ngang đây nè, nó có lỗ ngang đây nè, bự lắm. Giờ mình lấy cái con vít á, mũi bằng á, mình quẹt mở bò mình chét chét vô giờ vậy thôi. Còn mấy máy này là muốn vô mở bò là mình phải tháo hết, phải tháo hết xong rồi mình vô tháo, là tháo là chừa cái trục, cái ổ, cái hệ thống mà đảo chiều ở trong đây nè, mình chừa cái này lại, mình đừng có tháo nó ra, mình chừa lại, nhưng mà mình vẫn tháo được cái này ra nha. Nói chung là mấy máy này á, các bạn mở được cái nắp này nè, cái nắp quay này nè, thấy không? Các bạn mở được cái nắp quay này là các bạn tháo hết ba con ốc này, với tháo một con này nữa rồi xong, bình thường. Giờ mình không có đụng chạm gì tới cái trục hệ thống đảo chiều nó ở trong á, mình đừng có đụng chạm gì tới nó. Thì mai mốt mình sẽ làm những cái clip mình nói về, mình hướng dẫn khắc phục cái những cái trường hợp mà cái hệ thống đảo chiều á, của những cái máy như Sienna đồ này kia, Katana đồ á, Nabashi gì đó, FX đồ, AX đồ này kia, mai mốt mình để mình hướng dẫn cho các bạn. Để mình đi kiếm mấy cái máy hư á, mình về mình hướng dẫn cho các bạn. Chứ máy mình cũng bị, mình tháo ra mình cũng đâu có ấy được cho các bạn đâu, mình hướng dẫn thì các bạn cũng đâu có biết đâu. Máy hư mình hư mình hướng dẫn, đúng không? Xong rồi các bạn hư các bạn coi theo rồi các bạn sẽ làm được, nó dễ lắm. Còn cái máy này, còn cái máy này là cái máy cái gì, Sadis, xe đít 5.000. Máy này là dùng để đi câu cá biển nè các bạn, mình đi câu biển mình dùng máy này mình đi câu nè. Các bạn tháo ra, tháo cái lớp này ra cũng mặt sau luôn, tháo ra cũng mặt sau luôn nha. Tháo ra ngay đây nè, nó nằm ngay đây nè các bạn, là cái chỗ mà mình châm dầu á, là cái chỗ này nè. Tháo ra hết xong ở trong đây nó có con ốc bự lắm, mà ốc đầu hình dấu cộng á đó. Đấy, các bạn nhận ra xong mẹ chế dầu vô giờ vậy xong, chứ đâu có gì khó đâu. Còn chế mỡ bò này kia thì mình tháo máy ra thôi, mình chế mỡ bò đơn giản mà, chứ đâu có gì đâu khó các bạn. Nè, các bạn nếu mà các bạn châm dầu á thì cái chai này cái miệng nó, cái chai này cái miệng nó bự lắm, chế một lần nó chế cả đống và câu nhiều lắm, chế lần nhiều lắm.
thì các bạn mua chai dầu máy kim á, dầu máy may á, nó có chai dầu này nè, không mấy cái loại nào các bạn thấy thì các bạn cứ mua, mình không biết, mình ở mình thì mình mua dầu máy may xong mình chế cái dầu đó ra mình bỏ có 5.000 chai vậy nè. Đó, mình lấy cái chai lại, cái nắp nè, nắp này là vừa với cái nắp mà chai kẹo sắt luôn á, cái ống á, cái ống dòng chai kẹo sắt, ống nhỏ á, ống mà có lỗ nhỏ xíu luôn á đó. Đó, ống rồi mình châm vô, thấy không, đó đơn giản thôi chứ đâu có gì đâu khó. Rồi mình châm vô, mình chế chai dầu dầu hộp số vô, mình chế chai dầu hộp số vô cái chai này, rồi mình châm vô hết cái mình châm, hết cái mình châm. Giờ thôi mình kết thúc nha, có 11 cái máy rồi các bạn. Rồi bye bye các bạn, hẹn các bạn vào clip sau nha.